Hay, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Cố vấn Pháp lý Official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì trong video ngày hôm nay, kênh sẽ thông tin đến mọi người toàn văn nghị định 75 năm 2024 của chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích, thì để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Tại điều 1 nghị định quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng cụ thể như sau. Nghị định này điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trước ngày 1 tháng 7 năm 2024, bao gồm cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội, nông dân Nghệ An, chuyển sang theo quyết định số 41 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang bảo hiểm xã hội tự nguyện. Quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng. Cán bộ xã, Phường thị trấn, quy định tại nghị định số 33 năm 2023 của Chính phủ, quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, nghị định số 92 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ công chức ở xã, phường thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, nghị định số 34 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Nghị định số 121 năm 2003 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và Nghị định số 09 năm 1998 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 50 năm 1995 của Chính phủ về chế độ sinh học phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật. Người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 91 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. Quyết định số 613 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm Đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động. Công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 206 năm 1979 của Hội đồng chính phủ về chính sách đối với công nhân mới giải phóng làm nghề nặng nhọc có hại cho sức khỏe nay già yếu phải thôi việc. Cán bộ xã phường thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 130 năm 1975 của Hội đồng chính phủ bổ sung chính sách chế độ đại ngộ đối với cán bộ xã và quyết định số 111 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi bổ sung một số chính sách chế độ đối với cán bộ xã, phường. Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 142 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương đã được sửa đổi bổ sung bởi quyết định số 38 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 53 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong công an nhân dân đã thôi việc xuất ngũ về địa phương. Quân nhân, công an nhân dân người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 62 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với các đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên xuất ngũ, thôi việc. Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng. Người đang hưởng trợ cấp tốt hàng tháng trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 các đối tượng quy định tại điểm A, điểm B, điểm C, điểm D, điểm D, điểm E và điểm G khoảng một điều này. Nghỉ hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng trước ngày 1 tháng 1 năm 1995, bao gồm những người đã nghỉ hưởng trợ cấp mất sức lao động trước ngày 1 tháng 1 năm 1995, sau đó tiếp tục hưởng trợ cấp theo quyết định số 91 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng và quyết định số 613 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động, động. Sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 điều 2 nghị định này mà có mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng dưới 3 triệu 500 ngàn đồng một tháng Điều 2 Nghị định này quy định về thời điểm và bước điều chỉnh cụ thể như sau. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2024 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 điều 1 Nghị định này. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 quy định tại khoản 2, điều 1, nghị định này. Sau khi điều chỉnh, theo quy định tại khoản 1, điều này có mức hưởng thấp hơn 3 triệu 500 ngàn đồng một tháng, thì được điều chỉnh tăng thêm như sau. Tăng thêm 300 ngàn đồng một người một tháng, đối với những người có mức hưởng dưới 3 triệu 200 ngàn đồng một người một tháng. Tăng lên bằng 3 triệu 500 ngàn đồng một người một tháng, đối với những người có mức hưởng từ 3 triệu 200 ngàn đồng đến dưới 3 triệu 500 ngàn đồng một người một tháng. mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh theo quy định tại điều này là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng ở những lần điều chỉnh tiếp theo. Điều 3 Nghị định này sẽ quy định về nguồn kinh phí thực hiện. Theo đó, nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng áp dụng đối với các đối tượng quy định tại điều 1 Nghị định này được quy định như sau. Ngân sách nhà nước bảo đảm đối với các đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội trước ngày 1 tháng 1 năm 1995, hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 91 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. Quyết định số 613 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động và các đối tượng quy định tại điểm D, điểm D, điểm E và điểm G, khoảng 1, điều 1, nghị định này. Hưởng lương hưu theo nghị định số 159 năm 2006 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước, có 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ Nghị định số 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 159 năm 2006 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước, có 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, đã phục viên, xuất ngũ và Nghị định số 23 năm 2012 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội. Công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Quỹ bảo hiểm xã hội sẽ bảo đảm đối với các đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 1995 trở đi, kể cả đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 92 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, nghị định số 34 năm 2019 của chính phủ sửa đổi bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã ở thôn, tổ dân phố, nghị định số 33 năm 2023 của chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã ở thôn, tổ dân phố Nghị định số 121 năm 2003 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ công chức ở xã phường thị trấn và Nghị định số 09 năm 1998 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 50 ngày 26 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã phường thị trấn. Điều 4 nghị định này sẽ quy định về việc tổ chức thực hiện. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chỉ đạo hướng dẫn bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai thực hiện việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng quy định tại điểm A, điểm B, điểm C, điểm H và điểm Y khoảng 1 điều 1 nghị định này. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết việc điều chỉnh đối với các đối tượng quy định tại điểm D khoản 1 điều 1 nghị định này. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết việc điều chỉnh đối với các đối tượng quy định tại điểm D khoản 1 điều 1 và đối tượng thuộc trách nhiệm giải quyết quy định tại điểm G khoảng 1 điều 1 nghị định này. Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết việc điều chỉnh đối với các đối tượng quy định tại điểm E khoảng 1 điều 1 và đối tượng thuộc trách nhiệm giải quyết quy định tại điểm G khoảng 1 điều 1 nghị định này. Bộ Tài chính có trách nhiệm bảo đảm kinh phí, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm thực hiện việc điều chỉnh, chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng Đối với các đối tượng quy định tại điểm A, điểm B, điểm C, điểm H và điểm Y, khoản 1 điều 1 nghị định này, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và Bảo hiểm xã hội Bộ Công an có trách nhiệm thực hiện việc điều chỉnh, chi trả trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng đang quản lý quy định tại điểm H khoản 1 điều 1 nghị định này. Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc điều chỉnh, chi trả trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng quy định tại các điểm D, điểm D, điểm E và điểm G khoảng 1, điểm 1 nghị định này. Về hiệu lực thi hành, nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Nghị định số 42 năm 2023 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng hết hiệu lực kể từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành nghị định này. Như vậy là kênh vừa thông tin xong đến mọi người toàn văn nghị định 75 năm 2024 của chính phủ quy định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích, thì hãy để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé và nếu như mà mọi người có những thắc mắc liên quan tới vấn đề này hoặc nhiều vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với kênh nhé.